Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Bão số 4 giật cấp 17 áp sát đất liền, đổ bộ đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi đêm nay. Vị trí tâm bão số 4 ở cách đất liền khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 giật cấp 17. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8 giật cấp 11, đảo Phú Quý gió mạnh cấp 6 giật cấp 7. Hồi 16 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ vĩ Bắc, 110,6 độ Kinh Đông, cách đất liền khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, từ 150 đến 166 km/h giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật cấp 8 trở lên, khoảng 300 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10 giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ. Đến 4 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 15. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó tiếp tục di chuyển sang Lào và suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc, 106,8 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ, vùng biển phía Tây Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, 10, vùng gần tâm bão cấp 13, 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 7 đến 9 mét, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, sóng cao 3-4 mét, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, 9 sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 7 đến 9 mét, biển động dữ dội. Vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10, sau tăng lên cấp 11, 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão từ 6 đến 8 mét, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nước dâng do bão cao từ 1,2 đến 1,7 mét, Quảng Bình 1,2 mét, Quảng Trị 1,3 mét, Huế 1,5 mét, Đà Nẵng 1,7 mét, Quảng Nam 1,5 mét, Quảng Ngãi 1 mét, mực nước tổng cộng nước dâng bão kết hợp với thủy triều cao 1,5 đến 2,5 mét, Quảng Bình 1,6 mét,
Quảng Trị 2m, Huế 1,8m, Đà Nẵng 2,5m, Quảng Nam 2,5m, Quảng Ngãi 1,5m. Nguy cơ cao ngập tại khu vực trũng thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng do bão và sóng lớn. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm ngày 27 tháng 9, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 9, 10, giật cấp 12, 13. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Từ sáng sớm ngày 28 tháng 9, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, 9, có nơi giật cấp 10, cấp 12. Cảnh báo mưa lớn từ đêm ngày 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 250 đến 350 mm, có nơi trên 450 mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 28 tháng 9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cấp 4, Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai cấp 3. Lốc xoáy làm nhiều nhà tốc mái ở Quảng Trị, Quảng Bình cấm biển, đóng cửa cảng hàng không Đồng Hới. Do ảnh hưởng của bão Noru, một trận lốc xoáy đi qua huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã làm nhiều ngôi nhà tốc mái, chợ búa và nhiều cơ sở trường học y tế bị ảnh hưởng nặng nề sau trận lốc xoáy này tại Quảng Trị. Chiều tối ngày 27 tháng 9, tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh, Quảng Trị cho hay, khoảng 15 giờ 30 phút, một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã quét qua khu phố 3 thị trấn Cửa Việt Gio Linh, Quảng Trị, đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa của người dân. Trụ sở bị tốc mái và bảng hiệu và cây cối cùng hoa màu của người dân bị tàn phá nặng nề. Trận lốc xoáy này đã làm tốc mái khu vực chợ Cửa Việt và nhiều nhà dân gần đó, xô đổ nhiều xe máy đang dựng hoặc lưu thông trên đường và làm bật gốc nhiều cây cổ thụ. Nhiều bảng hiệu quảng cáo, mái tôn của các kiosk bán hàng, các kho chứa hàng đã bị gió giật mạnh làm ảnh hưởng đến hàng hóa bên trong của người dân. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thông tin thiệt hại về người. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã chủ động cho học sinh các cấp học của các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nghỉ học kể từ 12 giờ 45 phút ngày 27 tháng 9 năm 2022. Đồng thời yêu cầu tạm hoãn các cuộc họp, cuộc thi, hội nghị, tập huấn chưa thực sự cấp bách từ chiều ngày 27 tháng 9 năm 2022 cho đến khi có thông báo mới. Các trường học gấp rút triển khai phương án phòng chống bão, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, tham mưu với chính quyền địa phương có kế hoạch sơ tán học sinh tại các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão, mưa lũ, khu vực trũng thấp, ven sông, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn. Do ảnh hưởng của bão Noru, trên địia bàn tỉnh Quảng Trị từ trưa ngày 27 tháng 9 đã xuất hiện mưa trên diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và hiện tại người dân đang tiếp tục tìm các phương án để trăng chống nhà cửa, chống bão Noru dự kiến đổ bộ vào đất liền thuộc thành phố Đà Nẵng vào giữa đêm nay. Tại Quảng Bình, mặc dù những ảnh hưởng của bão Noru chưa thể hiện rõ nhưng khoảng từ 15 giờ chiều nay, nhiều nơi tại Quảng Bình bắt đầu xuất hiện mưa và gió vùng ven biển có chiều hướng mạnh dần lên. Nhằm ứng phó với bão Noru, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào bờ, tránh trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm và ra lệnh cấm biển bắt đầu từ 12 giờ ngày 26 tháng 9. Cảng hàng không Đồng Hới chính thức đóng cửa vào 22 giờ ngày 27 tháng 9 cho đến hết thời gian bão Noru đổ bộ vào đất liền mới xem xét mở cửa trở lại. Hiện nay, tỉnh Quảng Bình đã có những phương án chống bão Noru. Những hồ đập sung yếu, những khu vực nguy hiểm, những tuyến đường liên huyện, liên xã dễ bị sạt lở đều được cảnh báo đến bà con để phòng tránh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các địa phương hạn chế những cuộc họp không cần thiết, tập trung người và phương tiện nhằm sẵn sàng ứng phó với bão Noru và ứng cứu kịp thời người dân theo những phương án 4 tại chỗ đã được đề ra. Những hình ảnh đầu tiên về thiệt hại do siêu bão Noru gây ra.
miền Trung bắt đầu chịu ảnh hưởng do bão Noru gây ra với cường độ bão mạnh cấp 14-15, từ 150 đến 183 km/h, giật trên cấp 17, có thể gây ra tác động hết sức nguy hiểm trên biển và đất liền nước ta. Lốc xoáy khiến hàng trăm nhà dân ở Quảng Trị bị tốc mái, đổ sập. Dù bão Noru chưa đổ bộ, nhưng 16 giờ ngày 27 tháng 9 ghi nhận tại khu phố 3 thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho thấy một số cây xanh bị gãy, nhà cửa và quán xá bị tốc mái do ảnh hưởng của một cơn lốc xoáy quét qua. Người dân cho biết vào khoảng 13 giờ 20 phút đi kèm với cơn mưa lớn là một luồng gió mạnh quét qua chỉ một thời gian ngắn, nhưng phần mái ở chợ thị trấn Cửa Việt bị tốc biến dạng, các ngôi nhà ở cạnh đó bị tốc mái. Tại thị trấn Cửa Việt, nhiều cây xanh bị gãy đổ ngổn ngang. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh, cơ quan chức năng vừa mới đến hiện trường để thống kê thiệt hại. Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ, trận lốc xoáy khiến khoảng gần 300 nhà dân bị tốc mái, đặc biệt có 2 nhà dân bị sập hoàn toàn, 3 người bị thương. Đà Nẵng bắt đầu ghi nhận gió mạnh, mưa trắng trời. Tại Đà Nẵng, từ 16 giờ chiều nay đã bắt đầu mưa lớn. Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực ven biển quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, gió thổi liên hồi và mạnh lên từng giờ. Theo yêu cầu của nhà chức trách, người dân không còn lưu thông trên các tuyến đường vào chiều tối nay. Đến 18 giờ chiều nay, hầu hết người dân sống tại các vùng trũng thấp, nhà tạm bợ ở Đà Nẵng đã được lực lượng chức năng sơ tán đến nơi trú bão an toàn. Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đơn vị đã huy động 53.000 cán bộ chiến sĩ cùng 108 xe đặc chủng, xe lội nước tham gia chống bão. Ngoài ra, gần 1.400 ô tô, 715 xuồng máy và một trực thăng cùng 5 xe thiết giáp của lữ đoàn TTG 574 sẵn sàng đợi lệnh chỉ huy để cơ động ứng phó bão số 4. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.